Hello, xin chào mọi người, chào mừng đến với channel của mình. Và hôm nay chúng ta đến với game RPG kinh dị gọi là Re:Member. Nhớ lại hay là ký ức hay là gì đó. Ok, về các bạn thì game này mình mò trên mạng mình tìm thấy. Nó mới có khoảng 2000 lượt đào trên page mình đào, mình không hiểu sao. Ok, nhạc về hay. Tôi chơi thử nào. New game. Ok, màu đen. Và một cái xe tải trên một con đường cầu bị om và đâm. Sau này hơi du gây mẹ của thằng này vậy. Ở phía cuối của ngôi làng có một cái di tích rất lớn mà không có một ai sống ở đó. Mummy là what? The museum had a duplicate key because there was some special. Lúc đó mẹ đưa cho hai cái chìa khóa và đây chính là chìa khóa. Vì vậy chìa khóa này mẹ muốn con cầm nó. Lý do tại sao thì có lẽ con sẽ tìm thấy nếu con đi từ đấy. Tức là có một chìa khóa after. Ngay sau khi mà tôi đến đây thì mẹ tôi đến tới ngôi làng này thì mẹ tôi nói với tôi như thế. Thị trấn thì đúng hơn. Lạ nhỉ. Ok, thằng này có vẻ thằng trẻ trâu. Tôi vẫn luôn luôn nhớ về cuộc nói chuyện mà chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Và tôi tự nhiên có cảm giác phải đi tới đấy. Thực ra thì không phải là nếu có thể, mà là tôi thực sự rất là mong muốn tới đấy. Vì vậy lý do đó, khi mà tôi nhớ tới cuộc hội thoại này thì tôi cảm thấy trái tim tôi không được thoải mái. Vì vậy tôi nghĩ rằng là sẽ có vài thứ gì đó ở trong cái đấy làm trái tim tôi có vấn đề. Ok. Và như vậy nơi này sẽ trở thành nơi mà tôi không bao giờ quên. Nơi kinh dị bắt đầu. Nice. Yêu đời quá. Quá tuyệt vời. Really, đúng là một cái di tích, ngôi nhà hay là biệt thự rộng lớn. Mặc dù thời gian trôi qua rất nhiều nhưng mà có vẻ xung quanh ngôi nhà này vẫn được bảo tồn. Thực sự không có ai ở đây ư? Mày đi mày biết rồi. Ai đây không? Ok. Tiếng mở cửa. Nó thực sự mở ra kìa. Tại sao mẹ tớ mình lại có chìa khóa để đi tới cái biệt thự này? Hãy thử đi vào, chỉ một lúc thôi, tôi đoán. Mình đang cách mặt cái màn hình khoảng 50 mét gì đó. Một cách là đó có cảm giác rùng rợn. Nhạc này là nhạc kết hợp của Eve cộng với cả Amajado Bus Stop ở trong cái hang suối nước. Ok. Thực sự khác với bên ngoài, ở trong này thực sự im lặng và không có bất tín hiệu bất kỳ ai cả. Cái chìa khóa đi tới biệt thự này, tại sao mẹ lại có nó? Thực sự không có gì ở đây, chúng ta hãy thử nhìn xung quanh một lúc và trở về nhà nào. Hello. Hello, nhà sáng vãi. Nhà sáng vãi các linh hồn. Lọ hoa giả, có vẻ nó không nên ở đây. Vì không ai đến đây cả. Dù sao thì thực sự không ai ở đây. Cái này cũng thế, chẳng hạn. Ok. Cửa. Cái khóa. Gì đấy? Điều khiển cơ bản. Di chuyển những cái phím khi phím lên trái phải dưới gì đó. Đồ dùng là Escape X. Đồ dùng là Escape, còn X là để cancel. Còn nói chuyện và quyết định thì nhấn Enter. Còn bỏ qua đấy thì nhấn Control. Bỏ qua của nó hội thoại. Jump Ship Full Screen Add Enter Other Setting M1. Ok. Những cái đồ dùng mà có thể sử dụng thì sẽ được sử dụng một cách tự động ở trong các sự kiện. Và một số đồ dùng sẽ được sử dụng ở trong New. Những sự kiện cho phép người chơi được thay đổi tốc độ di chuyển và xếp
Và khi tôi được di chuyển tới Pháp thì trong một số sự kiện thì nó trở lại về bình thường. Sếp, tất nhiên rồi. File 1, rồi cảm ơn. Đây, mình muốn sếp, mình muốn tăng tốc, mình muốn gì? Đây, ra đi. Úi dồi, nhanh mãi. Ê, là màu. Ê, nhanh quá. Nhanh quá. Bị khóa, ok. Đơn giản. Bị khóa nốt, what the f. Thằng này có nhiều chìa khóa lắm mà, được. Không, thực ra là chuyển một cái. Bị khóa hết này. Hứ. Ý là sao? Hello. Mình sẽ dùng rợn nhá. Ê, hey, hello. Nó bị khóa. Ok, cái gì đây? Cái bức tranh này thực sự là cấu tranh vẽ về một gia đình sống ở trong biệt thự này nhỉ? Cái bức tranh này làm một cách nào đó làm cho tôi cảm thấy thân quen khi nhìn nó. Mình cảm thấy kinh dị đúng hơn, nhìn kìa. Cái con phía đằng trước ấy thì nó nổi bật, còn hai con phía đằng sau nó như con ma đằng sau ám ý. Nhất là cái mặt con tóc màu tím ấy à? Ừ rồi. Tôi cố gắng chạm bức tranh chỉ một chút chút thôi. Ui giời, what the fuck. Cái gì vậy? Cái cảm giác này. Oh, fading away. Tại sao cậu lại đi tới đây? Ok, bắt đầu rồi. Tập 1, sự bắt đầu của cơn ác mộng. Mình biết ác mộng bắt đầu rồi vì đây game kinh dị mà. Hơi Huyuaki. Có phải tôi vừa ngủ đúng không? Chỉ là một cảm giác thôi nhưng có vẻ tôi vừa đi tới một thế giới khác. Chả khác gì cả, chạm bức tranh để bức tranh nó cũng qua thế giới khác, what the fuck. Nó Amajado vào ngôi trường nó cũng vào thế giới khác luôn, what the fuck game. Có chuyện gì đã xảy ra khi tôi đang ngủ? Trong bất kỳ trường hợp nào chúng ta hãy rời khỏi đây, nơi này thật là đáng sợ. Ok, bắt đầu bình tĩnh nhạc. Nó không mở. Bây giờ chúng ta không thể quay trở lại. Tôi nghĩ là chúng ta không còn cách nào khác ngoài lựa chọn tìm chỗ khác đường đi. Hello. Lọ hoa bị vỡ. Chuyện cái quái gì với bức tranh này thế này? Lọ bị vỡ được làm sao? Gì không? Này. Hello. Save. What? Không không không, tất nhiên rồi. Đi về đây. Sợ lắm. Tiếng gì đây? Tôi sợ bạn ơi. Nó bị khóa. Nhưng mà gần đây có vẻ ở nơi mà tiếng nó phá. Tiếng đập đấy thì xin tôi ok. Save cái nào. Rồi. Cảm ơn. Ê! What the fuck is that shit? Con lồng bà gì đây? Con chó sói. Ê bạn ơi. Có phải tôi vừa thoát khỏi nó không? Ôi mẹ ơi. Đau với cả tim. Chơi ba, chơi được hai game kinh dị, cuối cùng game kinh dị ba vẫn cứ đau tim bởi mình cái trò dọa ma vớ vẩn. Bao giờ mới chơi được Amnesia nhỉ? Tệ thật, cái quái gì đây? Tại sao lại có một con chó hoang, một con quái thú hoang trong này? Thật là tệ, đây là... Tôi cần phải thoát khỏi đây nhanh. Không có cách nào mà tôi lại chết ở đây như vậy. Ok. Cái gì đấy? Damn it again, give me a break. Away. Hello. Nó không mở.
Đợi tí. Thật là tệ, tôi không thể thoát được ở trong này. Ở trong trường hợp này tôi sẽ bị rape. Con này nhìn giống con gái. Làm ơn, không. Làm ơn, tôi không muốn chết ở trong một nơi mà tôi không hề biết. Không, không phải như thế này. Tôi xin lỗi. Why was turning? What? Hello? Anyone? Tôi nghĩ là tôi đoán là tôi đang chuẩn bị đến chết. Chuẩn bị chết bởi vì gã này. Ok. Không chuyện gì xảy ra. Ui dồi ôi. Eloli. Đã có một Eloli ở đây. Nhìn dễ thương phết. Tóc bạc mà trắng đúng sở thích mình luôn. Mình cứ kích thích, thích tóc bạc nhá. Tóc bạc là sở thích. À, một cô gái nhỏ. Moon. Đây là cái quái gì vậy? Cô ấy không tấn công mình. Cô này là ai? Tại sao cô đấy lại đến lạc từ đây? Thằng này đoán là con này lạc đó, xong nghĩ là con này sống chỗ này luôn đi. Cậu đã bình tĩnh lại chưa? Bằng cách nào đó thì hãy tìm cách thoát khỏi vấn đề này. Đứa trẻ này thực sự là đứa trẻ đã bị lạc trong cái biệt thự này, tôi nghĩ vậy, nhưng không có bằng chứng nào là con gái này là như vậy. Quái này nhìn có vẻ rất là curiously là dễ thương, cái quái gì miêu tả biểu cảm ấy. Tại sao cô lại đẩy tôi xuống tầng dưới tầng? Tại vì nếu tôi không làm thế thì có lẽ là tôi sẽ không có cách nào để nói chuyện với anh. Nhưng mà đó là lỗi của tôi. Nhưng mà bây giờ cô để tôi đứng dậy chứ? À được thôi, xin lỗi. Ê. Cô đi đến từ đâu? Tôi đến từ cái văn phòng bên dưới tầng ở trong ở phía bên kia. Tại sao cô lại đến được cái biệt thự này, được nhà cô ở đâu? Tôi nghĩ tôi đã ở đây ngay từ lúc ban đầu, tôi nghĩ vậy. Ý cô là sao? Có lẽ tôi sống ở đây. Về sống ở đây, cô ấy nói vậy. Tức là sẽ không, lẽ ở đây không nên có ai sống cả. Chắc sùng rợn. Trong trường hợp đó cô có thể nói về cho tất cả mọi thứ về đây. Nhưng mà khi tôi tỉnh dậy, tôi ở trong căn phòng đó nên nếu mà cô này cô sống ở đây, cô nghĩ là cô là người đang sống ở trong biệt thự này đúng không? Tôi không biết. Cô biết bất kỳ gì trước khi đến đây không? Tôi không nhớ. Ê, tên game là Remember và cái này là Remember. Biết. Tất cả mọi thứ. Tôi thật thì tôi không nhớ bất kỳ gì, không phải gia đình tôi, không phải mẹ tôi và không phải bố luôn. Wow. Điều đó nghĩa là đây là mất đi trí ký ức phải không? Đúng vậy. Đây là một trò đùa mất đi ký ức tất cả mọi thứ. Vậy có gì cô nhớ được không? Sự thật là tôi sống ở đây và tên của tôi đó là khá là nhiều rồi đó tất cả. Tôi đã từng nghĩ là định hỏi cô đấy về căn biệt thự nhưng mà có vẻ nó là không thể bây giờ. Đúng vậy, tôi vẫn chưa hỏi qua tên cô. Tên cô là Miu. Miu và họ cô là tôi không biết. Vì vậy cô ấy không nhớ nổi họ của cô ấy. Con này. Con này tỉnh dậy trong căn phòng tối, thật là khổ thân, mình hiểu cảm giác đó. Mình đã từng bị bỏ rơi ở nhà với mình. Ok. Nhìn cái cánh tay của này đang run rẩy. Tự nhiên thức dậy trong một căn phòng không thân quen, một mình, mất đi ký ức. Và tất nhiên đó là một sự sợ hãi rồi. Chắc là ở cuối cùng thì cô ấy thực sự chỉ là một cô bé gái đúng không nhỉ? Tên của anh. Đúng rồi, tôi quên mất, tôi là Huyu Yazuki. Yagi có nghĩa là tuyết rơi, à, bầu trời tuyết à.
Hiyuaki, không thể đọc được tên thằng này. Fuck. Có lẽ em tìm cách ra khỏi đây thôi. Ô thôi. Khi tôi nói chuyện với cô ấy, tôi cảm giác là trái tim tôi được thoải mái. Tôi cần phải bảo vệ cô gái này. Ít nhất là vì tôi cảm ơn cô ấy vì đã cứu tôi. Thảm cứu quá. Vào đây rồi. Khó. Ê, không lẽ đi đối mặt với con chó sói kia? Ồ, tất nhiên không. Ê, xem này. Speed fast. Sẽ lúc mình đi vào con sói đấy là một sự kiện đúng không nhỉ? Nên mình không chạy nhanh được. Qua cái này. Đây. Đây là căn phòng mà cô đã ngủ ở Mi. Đúng vậy. Tôi đã tỉnh dậy ở trong một số căn phòng. Nhìn sơ qua đây có vẻ căn phòng cho trẻ con thôi. Nhưng mà nếu phải căn phòng đặc biệt hay gì, có lẽ vậy. Khi đang ở nơi này cô cũng trẻ của cô bé nhỏ sau tất cả. Xuống xếp vào đó. Rồi, cảm ơn. Ấy. Tại sao lại như thế nhỉ? Đi ra đây, mình đi xuống đây, mình đi lên đây. Ở đây có một cái cửa. Tại sao nhỉ? Vãi, nó không gian giữa hai bên là bé tí và trong này có cái phòng to đùng này. Cậu không chịu được. Một tủ sách là một đống người thứ không liên quan. Nến. Cây ra ngoài. Sói ơi em ơi cho sói 513 513 ok, nhớ nha, 513. Nói sói. Nói gì không? Đây là căn phòng mà con chó sói nó vừa ở đúng không nhỉ? Nó có vẻ hơi bị sạch sẽ. Vào cửa đấy mà con chó sói biết khóa cửa. Đúng rồi, con chó sói biết khóa cửa. Mình đã hiểu khá là nhiều vấn đề. Người chưa khóa mà chưa qua lẽ phải sử dụng nhỉ. Cái cầu quá. Chìa khóa không, chìa khóa thì mở cái này không nhỉ? Không nhiều không nhỉ? Được cái gì? Được cái match là cái gì? Chúng ta được một cái match để làm gì nhỉ? Khóa.
Nhạc nước đây. Đây nhạc quay trở lại rồi. Nhớ không nhầm thì chơi các game RPG này có đi spam tất cả mọi thứ được. Item. Mình không muốn biết anh nào. Con mình nó bé lắm. Nó cũng to nhưng mà rộng hơn. Một trà mẹ nó luôn. Ok. Gì đây à? 513. 513 là cái gì? Cho gì cơ? Mình thấy cái nào cần tìm tốt rồi nhỉ? Là kỳ lạ. Phải là vi diệu. Ở đây để em vào phục diêm. Hiểu rồi. Top left the carpet. Carpet là gì? Phía bên trái của carpet. Carpet là gì? Carpet là gì? Rốt tiếng Anh là thế đấy. Mình kiểm tra bên trái của từng cái một vào. Đây, carpet là mấy con thú này. Tìm thấy được chìa khóa của phòng khách. Ồ đây mở rồi. Lâu gì ông. Ê, xuống này. Đi về check á, có cái gì không? Gì ở bên trong này. Rồi, không gì thôi, tôi đi. Đây, xem. Đây. Gì đây? À đây, 513. Cảm ơn. 513 đúng không? Phải chọn giữa hộp lớn và hộp nhỏ. Cô nhớ về truyền thuyết rồi chứ. Nhưng mà tôi không nhớ nhiều về truyền thuyết đó. Vì đó là một trong số những ký mà tôi không nhớ được có gì. Mở đi. Đi khóa. What the fuck is that? Mình mở cái hộp và có một con nó nhảy ra nó dọa mơ anh cơ. Nó là mả mi chả. Thôi, game tập 1 đến đây thôi.
theo các loại tập khác của game khốn nạn này. Bye bye.